Bonsai kỳ rong thân chào của nhà mình luôn nha. Đây là ngày 4 tháng 12 năm 2021 nha. Em có một số cái phao hàng sống phí cũng giao lưu tấp cao mọi người nha. Hôm nay là gồm có sam núi, coi đây không biết trái hay bông nha. Sam núi, chắc dơi, bạch chỉ, kim châu và hai hải âu nha. Hôm nay rất là đa dạng chủng loại luôn, hàng mini nhỏ gọn nha. Không có hàng to đâu, hàng nhỏ không. Đó, đầu tiên là một cây sam núi nha, hàng khai thác nha. Khai thác thì nói khai thác nha, chứ không phải là không phải dâm cành. Dưới đời không biết còn đế đắm gì không biết nha. Coi khai thác. Mồi móc rồi coi. Trồng giờ cũng nhớ. Phần phần dưới đây này nhưng mà cũng nhớ. Đó, nhỏ gọn và bắn luôn nha. Đi sơ một đứa dơi định hình nha. Cái này dáng cũng lách công cũng quá đẹp này. Đâu lịch. Bắn như rồng đó thứ thiệt luôn. Đó, hình như chắc là trái. Chứ còn bông chắc không khai thác đâu. À, không biết con thói trái à, nó nhỏ mà nó cũng hay lách lách cong cong rồi nó là quá bắn luôn bức tú luôn xuống nhà trời mới lách bỏ bức lá cành nhìn không thói hết phú thân phú đầu hết cái đàn rè đây lột đây một tay nữa mọi người tay xuống đây đó lột ngọn nữa là bắn như rồng luôn cứu tam giác căng chốt hình tam giác cân nha. Rầu đo cho mà anh người mẫu. Mã số 1 cây sam núi nha. Vô anh, chỗ ngầu đo coi đẹp nét quá rồi hết. Còn là chỉ xíu chứ 2 3 4 thì nó như mới đo anh. Chúc quá rồi. Tổng quần 4 nha. Tổng quần 4 nó tầm con tay út nha, mà nhỏ con tay út chút xíu. Tổng quần 4 chiều cao. Chiều cao chắc 15 chứ có nữa. Chính xác là 15. Quần 4 chiều cao 15 nha. Quanh 4 chiều cao 15 sam núi la rí luôn nha siêu rí luôn để đắm mồi móc rồi giờ cũng thôi hàng khai thác nha bao hàng khai thác luôn thôi để đắm rồi rồi sam núi la rí đây còn lách lượng nữa không thì cũng không biết chôn sâu chứ đâu mẻ một cây sam núi hàng khai thác nha. Em xin báo giá là 100k nha. Giá em báo là chưa bao gồm phí ship nha. 100k. Rồi, các bác này yêu thích thì liên hệ cho em. Rồi, em xin qua mẻ này luôn nha. Quá bánh luôn. Nó là... Ghê. Tiếp theo mẻ 2 em lên một cây bạch chí nha. Còn có tên gọi là vú di rừng nha. Vú bò nha. Còn là rất nhiều tên gọi. Trái nó là... Chín anh rất là ngon, ngọt. Siêu to khổng lồ. Trái nó hơi giống như vú di nhà nha. Dĩ rơ gò con này đường thân co lách trong này lé nhỏ quá bánh luôn rồi sống phí đâu nha đường thân co lách quá uống lượng 3D luôn nha quá nghẹt để đấm gì có chứ đòi không cũng nhớ nữa bánh đúng không ui mấy em nha anh vũ gì nha bạch chỉ gì đó vũ bò gì đó quá bánh luôn có cái vũ con rồi nữa này quét là mua lờ được cái vũ con nữa nha gì uống theo hổ là được cái vui rồi nào đo giùm anh dùng đế đấm đấm nó chắc 4-5 gì đó chứ mới đo năm tổng quần đế là 5 nha 5 ngang vị trí rồi nha các bác tổng quần đế là 5 chiều cao là 15 chiều cao 15 hàng co lách nha uống lượng luôn nha quần đế 5 chiều cao 15 nha em xin báo giá là 100k luôn nha vừa bán vừa cho luôn số rỉ luôn 100k nha bạch chỉ nha con lách con này vô chậu bánh bánh nữa cho y xì luôn nha thôi là làm xin qua con này luôn nha rồi tiếp theo mẹ ba em lên một cây hải âu lá nhỏ nha coi là được sống phí định hình sơ một nước dơi nha cái đó hàng chân rễ nha các bác chân rễ chứ không phải là coi nha con lách quá bánh luôn hình một nước dơi rồi chờ thực 2 thực 3 ra nữa là làm rồi chơi ok bao cao su đúng lịch quá bánh luôn chỗ đây có cái đuôi nữa này lột đuôi xuống này quá bánh nha đặt các chín đời trứng canh em nó giờ lịch không chịu tắm rửa nó là sao anh không trời đây đích đây này nha quá bánh luôn đó cò lách này bánh như rồng đó thứ thiệt luôn chân rễ nha nuôi cần nó to tầm như đầu đũa rồi nha
bị một cái dơi sơ lé ra nha mọi người, lé nhỏ nha, lé nhỏ ra được hai lần sâu ăn hết. Con chuyện lưu làm không có thời gian thuốc mới ăn bó sâu ăn hết. Nào đo cho anh bao nhiêu, ôm sát vô, sát thước vô 10. Tổng quanh vị trí là 10 nha, hai cái chân rễ đây 10. Ngang đây thì 5. Ngang đây 5 nha. Hai cái rễ đó là 10 này. Chiều cao chứ anh, quên chiều cao. Cần này phải có chiều cao. Chiều cao là 30, ta đến ngọn là 30 nha. Chiều cao 30, tàn. Tàn là 35. Tàn ngang là 35 nha. Rồi mẻ 3, hải âu lá nhỏ, chân rễ. Xin báo giá là 400k nha. 400k. Chân rễ. Rồi em xin qua con này luôn nha. Qua bánh luôn là không. Qua bánh luôn. Luôn là siêu mẫu 400k. Rồi tiếp theo lên mẹ 4 nha, một cây kim châu. Con này tên gọi là Ngọc Châu gì đó nữa. Băng Châu đó nữa, nhiều tên lắm. Anh em nhỏ họ nhà Hải Châu nha. Ông này trái cũng rất đẹp, trái nhỏ nhỏ chín đỏ, ăn rất là ngon ngọt nha. Con này đã nuôi chắc tầm 5-6 tháng gì rồi, bỏ chưa làm tay cành hết, mới kết nứt như cái rừng mới kết lại đây, một cốt hai thân nha. Cụ đế nữa này, cụ đế nữa một cục nốt con lịch bạn ơi, còn dưới đây nữa mới hết đâu, đường dán đâu. Lẽ nhỏ rất đẹp nha, xanh mướt như con cước luôn. Nó là đẻ cừ đấy chứ. Con này làm kiếng rồi làm thuốc cũng được luôn nha. Vừa làm kiếng vừa làm thuốc, trái ăn rất là ngon. Tổng quanh củ bể là 33 nha. Đó, đo ngang hết cái bộ này là 33. Quanh thân là 10 nha. Chiều cao là 30. Chiều cao 30. Rồi em xin báo giá mẻ 4 coi kim châu 200k nha. 200k. Rồi em xin qua mẻ này luôn. Còn mẻ nữa anh. Mẻ ngựa nữa. Rồi tiếp theo lên mẻ 5 nha. Mẻ cuối cùng một coi trắc dơi nha. Con này có lỗ nhị sơ đây. Một cú út nút luôn nha. Hàng bonsai. Nhỏ gọn nha. Đã làm tay sơ một lước rồi. Cái này về lạc lá là ra đọt non là quá bánh luôn. Ăn kiểm hết rồi. Một cục ốc nút unu luôn nha. Mấy bạn, luôn lịch. À, cục ốc nút luôn này. Như cục quân lịch. Có lúa chỗ đây. Ưỡng ưỡng phải ưỡng. Lúa nha. Lúa ginh luôn nha. Mấy bạn luôn lịch. À, đo hồ anh. Tổng quần cú quần cục. Tổng quần cú quần cục là 35 nha. Quần 35. Quần cổ ngang đây là 13. Chiều cao là 30 nha, tá đến đọt luôn 30. Tàng ngang là 40 nha. Tàng ngang 40. Rồi xin báo giá cái trắc dơi mã cuối cùng thôi. Mã 5 đây là 300k nha. 300k trắc dơi nha. Rồi xin kết thúc video tại đây. Gặp tất cả mọi người trong video tiếp theo nha. Tết lập quá bánh luôn, nó là như rồng bỏ xuống luôn.